Có chứ. Thấy không nhiều? Nhiều. Người ép thuộc lên. Người ép không? Thì Phải đó. Nó có hàng, nó có hàng. Chưa biết con súng nhiều lắm. Nó nhầm giá. 10S á. 10S hôm qua hỏi không không nhầm giá. Có hàng chưa? Không, có hàng không chưa biết nó có đặt đâu. Hôm qua em hỏi nó là có nhầm giá không, nó bảo không. Súng nhiều, súng nhiều. Hôm qua em giật mình mà. Hôm qua toàn lấy Black Shark với cả One Plus rồi đấy. Đây chung luôn.